Xây dựng nông thôn mới do xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My phát động, vợ chồng ông Huỳnh Trung và bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Ba Hương, xã Trà Đông đã bàn bạc và quyết định mở rộng đầu tư sản xuất, trồng trọt chăn nuôi tại khu vườn đồi nhà mình. Đến nay, mô hình sản xuất chăn nuôi của gia đình ông Trung, bà Hoa đã đến kỳ cho quả ngọt. Khu vườn của vợ chồng ông Huỳnh Trung và bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Ba Hương, xã Trà Đông được đầu tư trên diện tích 1.000 m². Trong khuôn viên cạnh nhà ở, ông Trung, bà Hoa đã trồng gần 100 cây cam sành. Vườn cam được ông Trung chăm sóc khá kỹ lưỡng từ việc phát dọn cỏ, bón phân, tưới nước. Mỗi năm gia đình ông thu nhập khoảng 60 triệu đồng từ việc bán cam sành cho thương lái đến tận vườn để thu mua. Cạnh đó, ông Trung còn mạnh dạn đầu tư mở rộng thêm khu vườn đồi của gia đình để trồng thanh trà, chuối và nhiều loại cây ăn quả khác. Chung là có thuận lợi tại vì là mình trồng như có cái cây mà có muối trên cái đất của mình cũng đọt. Nói chung là mình trồng ở đây là chỉ phân bón là chỉ phân từ trâu bò ra, là phân hoa là mục. Còn thuốc men thì cũng không có dùng cái thuốc gì hết. Là tự nhiên, ví dụ như mình gọi là cái cây tự nhiên thôi chứ còn không có dùng thuốc. Cùng với trồng cây ăn quả, gia đình ông Huỳnh Trung và bà Nguyễn Thị Hoa còn đầu tư nuôi heo. Hiện tại gia đình ông nuôi 4 con heo nái đẻ, 40 con heo thịt và 20 heo con. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến khu dân cư trong thôn, gia đình ông Trung đã xây dựng hầm bioga. Theo đó, toàn bộ chất thải được chuyển đến bể chứa để lên men, phân hủy, vừa đảm bảo được vệ sinh chăn nuôi, vừa tận dụng được khí ga nấu cám nuôi heo. Nhờ hầm bioga, gia đình ông Trung đã tiết kiệm được một khoản chi phí rất lớn trong chăn nuôi và sinh hoạt. Qua nhận thấy thì những em mà có cái tâm huyết với lại cái cây này, với cái ăn quả này thì mới thành công. Còn những người nào mà họ không có tâm huyết thì họ sẽ trồng rồi thì chăm sóc nhưng mà đôi lúc không biết cái phương ngón để mà mình bổ quản rồi chăm sóc thì thiếu nước tưới. Rồi đủ thứ ấy vẫn sẽ không phát triển mà chết. Hiện nay cơ ngơi của gia đình ông Trung khá khang trang, thu nhập gia đình hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Cần cù lao động, chịu khó tìm hiểu và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ vậy, người nông dân nông thôn mới xã Trà Đông đã có những suy nghĩ mới, cách làm mới để phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. Đây thật sự là những chủ thể tích cực, quan trọng, góp phần làm thay đổi kinh tế nông thôn vùng cao Bắc Trà My. Chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh